đối với đời sống bí tích hôn nhân Công giáo thì đó là một cái ân sủng của Thiên Chúa mời gọi giữa một người nam và một người nữ. Để ngang qua lời Chúa mời gọi, họ sống trong ân sủng của Thiên Chúa để phác họa cái vẻ đẹp của Chúa nơi trần gian trong mối tương quan gia đình. Anh là Giuse Đào Nhật Trường, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Thu Thủy làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi mạnh khỏe cũng như đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Thu Thủy, nhận anh Giuse Đào Nhật Trường làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hầu chuẩn y sứ ưng thuận của anh chị vừa tổ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa.
Dân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh anh Giuse Đào Nhật Trường và chị Maria Nguyễn Thị Thu Thủy. Trong ngày họ quyết định lập gia đình, đối với họ đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ. Hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Đức Giêsu Kitô khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin Ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận, ban phúc lành và làm cho các tôi tới Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và đoái thương tuôn đổ ơn Chúa trên các tôi tớ Chúa đây là anh Giuse Đào Nhật Trường và chị Maria Nguyễn Thị Thu Thủy, để khi được kết hợp với nhau trước bàn thờ Chúa, họ được bền vững trong tình thương yêu nhau. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, nguyện sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen. Lời Chúa trong sách Huấn Ca: Phúc thay ai cưới được vợ hiền, tuổi thọ sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ đảm đang khiến chồng được sung sướng, được an vui suốt cả cuộc đời. Vợ hiền là số tốt phận may dành cho những người kính sợ Đức Chúa. Giàu hay nghèo, lòng vẫn cứ an vui, lúc nào nét mặt cũng tươi cười. Vợ có duyên thì chồng hạnh phúc, vợ khôn khéo thì chồng được nở mày nở mặt. Phụ nữ ít nói là quà Đức Chúa ban, không chi sánh bằng người có giáo dục. Phụ nữ nết na là ân phúc tuyệt vời,
không chi quý giá bằng người có tiết hạnh. Người vợ hiền trong cửa nhà ngăn nắp, đẹp như vầng hồng trên chốn cao xanh của Đức Chúa. Đó là lời Chúa. Cho người hằng sợ Chúa luôn, đường lối Chúa trình chừng bền tâm dõi bước, nhiều công sức nay người được hướng thánh nhàn, ngàn muôn phúc lòng hạnh phúc dâng tràn. Cành nho chín thơm ngọt cho nhiều trái tươi, là hiền thế dịu dàng ở trong gia thân. Cành ô liu đâm nhiều chồi bướm non đẹp, là con cái bạn đầm ấm sum vầy. Xuống cho người sợ Chúa luôn, từ si on Chúa thương tình luôn chúc phúc. Này ra liêm uy hoàng chủ phú hưng thịnh, hồng ân ngút ngàn của Chúa ban tặng. Bạn sẽ thấy cháu con đầy đàn xung quanh, lòng hân hoan gia đình thật bao êm ấm. Nguyện xin Chúa ban ơn lành xuống dư đầy, bình an Chúa trời trùm kín dân Ngài. Bài đọc 2. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Thưa anh em, bổn phận của chúng ta không phải chiều theo sở thích của mình. Mỗi người chúng ta hãy chiều theo sở thích kẻ khác vì lợi ích của họ và để xây dựng. Thật vậy, Đức Kitô đã không chiều theo sở thích của mình. Xin Thiên Chúa là nguồn kiên nhẫn và an ủi, làm cho anh em được đồng tâm nhất trí với nhau như Đức Kitô Giêsu đòi hỏi. Nhờ đó, anh em sẽ có thể hiệp ý đồng thanh mà tôn vinh Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, anh em hãy đón nhận nhau như Đức Kitô đã đón nhận anh em để làm rạng danh Thiên Chúa.
Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu để thử người. Họ nói: Thưa thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không? Người đáp: Các ông không đọc thấy điều này sao? Thừa ban đầu Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán: Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, khi nói tới đời sống gia đình, giáo lý giáo hội dạy chúng ta rằng gia đình Công giáo là một gia đình của ơn bí tích. Vậy bí tích hôn nhân mà gia đình người Công giáo thực hiện sống, nó khác với lại đời sống gia đình tự nhiên ở chỗ nào? Gia đình tự nhiên đó là sự kết hợp giữa một người nam một người nữ, khi họ quen biết nhau, họ cảm mến thương yêu nhau và họ quyết định sống trong đời sống hôn nhân. Khi cùng nhau đến nhà thẩm quyền để ký kết trong một cái văn bản của nhà nước quy định, và cái văn bản đó nó như là một cái bản hợp đồng giữa một người nam và một người nữ khi sống với nhau trong đời sống gia đình. Mặc dù giữa vợ chồng không nói với nhau trong cái mặc định của cái hợp đồng đó, nhưng giữa người nam và người nữ, vợ chồng khi họ sống không trung tín với nhau, hay là có những khúc mắc, rồi là những mâu thuẫn họ không giải quyết được, là họ đưa nhau ra tòa. Và cái mối dây liên hệ đời sống gia đình nó như một cái bản hợp đồng đó, nó bị cắt đứt. Còn đối với đời sống bí tích hôn nhân Công giáo thì đó là một cái ân sủng của Thiên Chúa mời gọi giữa một người nam và một người nữ, để ngang qua lời Chúa mời gọi họ sống trong ân sủng của Thiên Chúa, để phác họa cái vẻ đẹp của Chúa nơi trần gian trong mối tương quan gia đình. Hay có thể nói đời sống gia đình giữa người nam và một người nữ phản ánh vẻ đẹp tình yêu, sự sống cũng như sự phát triển của Thiên Chúa trong đời sống gia đình, làm cho tình thương của Thiên Chúa được lan tỏa trong cuộc sống giữa trần gian. Tuy vậy, trong đời sống gia đình con người, nhiều khi giữa người nam và người nữ trong đời sống gia đình có rất nhiều khó khăn, và nhiều khi tưởng rằng họ không vượt qua được. Nhưng Thiên Chúa là Đấng luôn luôn đi bước trước,
Ngài cho họ một cái bảo đảm trong Thiên Chúa, để nhờ gương mẫu của Ngài giữa vợ chồng trong đời sống gia đình, họ có thể tìm gặp được định hướng trong Chúa là đấng luôn luôn đồng hành, chở che và là sức mạnh của họ trong đời sống gia đình. Chẳng vậy mà khi con người đầu tiên sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã luôn luôn đồng hành với nhân loại. Ngài hứa ban cho con người một bảo đảm trong Chúa nơi các ngôn sứ của Ngài. Và đặc biệt trong Đức Giêsu Kitô, lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện một cách triệt để rồi trong thân phận Thiên Chúa làm người, Ngài đồng hành với nhân loại nhân thế với những khổ đau của con người. Rồi trong sự khổ đau đó, Ngài đồng cảm với nhân loại chúng ta, và đặc biệt Ngài tha thứ cho nhân loại để cho con người được hòa giải với Chúa. Chẳng thế mà trên thập giá, Đức Giêsu Kitô đã tha thứ cho nhân loại, lạy Cha xin tha cho họ bởi vì họ không biết việc họ làm. Và trong sự tha thứ của Thiên Chúa, Ngài bảo đảm với chúng ta trong niềm hy vọng được phục sinh với Chúa, và vì Đức Giêsu Kitô phục sinh mang lại cho con người niềm hy vọng được sống mãi với Chúa. Trong Đức Giêsu Kitô, Ngài là mẫu mực, Ngài là định hướng, Ngài là đấng đồng hành với nhân loại chúng ta. Và đặc biệt, ngang qua bí tích hôn nhân là sáng kiến của chính Thiên Chúa làm người, Ngài ngang qua bí tích đó là dấu chứng để cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn luôn đồng hành với gia đình. Thiên Chúa là định hướng giữa người chồng và người vợ, cũng như Thiên Chúa là đấng luôn luôn tha thứ, là đấng đồng cảm với những khó khăn giữa người chồng và người vợ, để Ngài sẻ chia, để Ngài tha thứ và Ngài bù đắp những thiếu sót cho mỗi người chúng ta trong đời sống gia đình. Và chắc chắn khi có Chúa đồng hành, có Chúa là bảo đảm, thì đời sống gia đình của người Kitô giáo đó là một vẻ đẹp phác họa chính vẻ đẹp của Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô tử nạn và phục sinh. Niềm hy vọng phục sinh đó, Thiên Chúa đang mời gọi mỗi người chúng ta sống trong đời sống gia đình là sự tôn lên những vẻ đẹp của Thiên Chúa ngang qua lời ăn tiếng nói, ngang qua những cử chỉ yêu thương, cũng như sự tha thứ cho nhau trong đời sống gia đình. Đó là những phác họa của tình thương Thiên Chúa hiện diện trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, anh Giuse Trường và chị Maria Thủy, anh chị đến nhà thờ giáo xứ đây, trước mặt thừa tác viên và hội thánh là cộng đoàn, anh chỉ muốn đến với nhau trong đời sống gia đình Kitô giáo, để ngang qua đời sống bí tích, anh chỉ mời Chúa hiện diện vào trong gia đình của anh chị. Chắc chắn nhờ sự hiện diện của Chúa với những ý định tốt lành của anh chị, Thiên Chúa sẽ bù đắp cho anh chị những thiếu sót trong cuộc sống. Hơn thế nữa, có Chúa là bạn đồng hành, có Chúa là đấng định hướng trong cuộc đời anh chị, thì chắc chắn những dự tính của anh chị trong đời sống tương lai cũng như hiện tại, đó là sự phác họa những vẻ đẹp của Thiên Chúa trong đời sống gia đình. Và khi anh chị tham dự với Chúa trong ý định tốt lành của Ngài, thì chắc chắn những công việc anh em, anh chị em làm sẽ là những vẻ đẹp mà Thiên Chúa luôn luôn chúc phúc cho anh chị trong đời sống hiện tại và tương lai. Và mỗi người chúng ta khi tham dự trong thánh lễ có bí tích hôn nhân mà những đôi hôn phối muốn cử hành với nhau, đó cũng là cơ hội để chúng ta nhìn lại trong đời sống gia đình Kitô giáo của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thực sự để cho Thiên Chúa hiện diện trong gia đình của mình hay không? Để Chúa bù đắp trong cuộc sống với những thiếu thốn, những vất vả, những chăn xuyên và những khó khăn trong cuộc đời. Và khi có Chúa đồng hành với mỗi gia đình chúng ta, chắc chắn mỗi gia đình của chúng ta là phác họa vẻ đẹp của Thiên Chúa hiện diện giữa cộng đoàn giáo xứ cũng như những nơi mà chúng ta gặp gỡ.
Khi đó Chúa sẽ là định hướng, Chúa sẽ là những vẻ đẹp đích thực mà nhân loại ngày hôm nay đang cần tới Chúa. Bởi vì giữa một cuộc sống đầy bon chen vất vả, giữa một cuộc sống mà con người lọc lừa nhau cũng như thiếu đi sự trung tín, thì chính Thiên Chúa đang mời gọi mỗi gia đình chúng ta là phác họa vẻ đẹp, là trung tín của Thiên Chúa giữa cuộc sống ngày hôm nay. Xin Chúa luôn luôn đồng hành với chúng con, để như lời Chúa đã nói với những người Do Thái ngày xưa: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thì khi Chúa mời gọi, Chúa định hướng và Chúa bảo đảm như vậy, chắc chắn Chúa sẽ cho những dự tính của mỗi người chúng ta, cũng như dự tính của anh chị đây, trở lên sự thánh thiện trong Chúa nơi đời sống gia đình. Amen. Xin mời anh chị đứng để chúng ta đoàn hứa với nhau trước cộng đoàn phụng thánh. Các con thân mến, các con cùng nhau đến nhà thờ đấy muốn kết hôn của các con được Chúa củng cố bằng một dấu ấn linh thánh trước mặt thừa tác viên của hội thánh và cộng đoàn. Đức Kitô giang rộng tay ban phúc lành cho tình yêu phu phụ của các con và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con nên phong phú và vững mạnh, giúp các con mãi mãi chung thủy với nhau và đảm nhiệm những trách nhiệm khác của hôn nhân, như chính người đã dùng bí tích thanh tẩy mà thánh hiến các con. Bởi vậy, trước mặt hội thánh trao hỏi các con về ý định của các con. Anh Giuse Trường và chị Maria Thủy thân mến, anh chị đến đây để kết hôn với nhau, anh chị có bị ép buộc không? Thưa không. Thưa không. Anh chị có hoàn toàn tự ý và tự do không? Thưa có. Thưa có. Khi chọn đời sống hôn nhân, anh chị có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không? Thưa có. Thưa có. Anh chị có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội Thánh không? Thưa có. Thưa có. Vậy bởi vì anh chị đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiền, anh chị hãy nắm lấy tay nhau và nói lên sự ưng thuận của anh chị trước mặt Thiên Chúa và Hội Thánh. Anh là Giuse Đào Nhật Trường, xin nhận em Maria Nguyễn Thị Thu Thủy làm vợ của anh và hứa giữ lòng trung thủy với em khi thịnh vượng cũng như gian nan, khi mạnh khỏe cũng như đau yếu, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Em là Maria Nguyễn Thị Thu Thủy, nhận anh Giuse Đào Nhật Trường làm chồng của em và hứa sẽ giữ lòng trung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em. Xin Chúa tỏ lòng nhân hầu chuẩn y sự ưng thuận của anh chị vừa tỏ bày trước mặt hội thánh, và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên anh chị. Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly. Nào ta chúc tụng Chúa. Tạ ơn Chúa. Xin Chúa ban phúc lành cho những chiếc nhẫn cưới này mà anh chị sắp trao cho nhau làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy. Amen.
Xin cùng đoàn chúng ta cùng đứng để dâng lời cầu nguyện. Anh xem thân mến, Thiên Chúa đấng tác tạo vạn vật đã chúc phúc cho đời sống gia đình ngay từ thuở ban đầu để con người có thể sống yêu thương và nâng đỡ nhau trong bậc sống hôn nhân. Trong ngày hồng phúc của đôi tân hôn, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin. Anh em có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình, nhất là các gia đình trẻ và các gia đình đang gặp khó khăn, luôn chan chứa sự yêu thương, nâng đỡ và đồng hành với nhau để xây dựng gia đình luôn ấm êm hạnh phúc. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhân lời xuống con. Anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, vì anh em là con cái được người yêu thương, và hãy sống trong tình bác ái như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho hai họ, bốn bên của đôi tân hôn, luôn đồng hành, nâng đỡ, yêu thương đôi tân hôn, để đôi bạn có thể xây dựng một mái ấm luôn chứa đầy hạnh phúc, vì có ơn Chúa và tình người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhân lời xuống con. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho gia đình nhỏ bé mà đôi tân hôn đã cùng nhau thề ước được mãi vẹn toàn, chung thủy với nhau. Xin cho đôi bạn luôn biết chạy đến với mẹ Maria để được mẹ nâng đỡ, chở che và chuyển cầu cho gia đình mà đôi tân hôn đã và đang cùng nhau xây đắp. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhân lời. Anh em hãy xem xét cẩn thận là cách ăn nết ở của mình. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết ý thức nhìn lại con người của mình, xem mình đã sống đúng với bổn phận và trách nhiệm trong việc xây dựng hạnh phúc của gia đình, của cộng đoàn hay chưa. Để qua đó ta biết đổi mới, canh tân lại chính đời sống của mình. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhân lời xuống con. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, cảm tạ Cha đã chúc lành và thánh hóa cho đời sống hôn nhân và gia đình. Nguyện xin Chúa lắng nghe những lời chúng con cầu xin mà ban ơn nâng đỡ đồng hành với các gia đình chúng con, nhất là đôi tân hôn hôm nay, để nhờ ơn Thánh Chúa chúng con có đủ sức mạnh, sự can đảm vượt qua mọi khó khăn, hầu xây dựng một gia đình luôn sống yêu thương và hiệp nhất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin tiến dâng lên Ngài tròn đôi tay.
Anh xem hãy cầu nguyện hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để Cha được tôn vinh danh xuống và nêu hình cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lề luật thánh thiện của hôn nhân, và xin Chúa tận tình chăm sóc công cuồng chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Trong Đức Kitô, Chúa đã ký kết giao ước mới với dân Chúa, để dân mà Chúa cứu chuộc nhờ mầu nhiệm chết và sống lại của Người sẽ được chung phần thần tính với Người và đồng thừa tự vinh quang của Người trên trời. Qua hôn nhân của người nam và người nữ, Chúa cho thấy Đức Kitô vì lòng từ ái vô biên đang quảng đại ban ơn sủng, để điều mà Bí Tích đang thực hiện sẽ nhắc nhở chúng con chương trình kỳ diệu của tình yêu Chúa. Vì thế, cùng với các thiên thần và toàn thể các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng: Lạy Chúa, cho thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiền. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Loan truyền Chúa chịu chết, mà em sừng xuống sông lời cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng các hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Vinh Sơn, giáo phận chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin cũng nhớ đến anh Giuse Trường và chị Maria Thủy,
mà Chúa đã dẫn đưa tới ngày thành hôn. Nhờ ơn Chúa, xin cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy đều vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: con nguyện danh Cha cả sáng, nhớ Cha chỉ đến, nghĩ Cha đời hiện xuôi đơn, trên trời xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con chúng con cũng tha cho kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chớ cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự hư sơ. Anh chị em rất thân mến, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa nhân từ tuôn đổ phúc lành và ân sủng trên các tôi tớ Chúa vừa kết hôn trong Đức Kitô. Xin cho những người Chúa vừa liên kết bằng sao ước thánh được hòa thuận thương yêu nhau. Lạy Chúa, Chúa đã dùng quyền năng Chúa mà sáng tạo mọi vật từ hư vô, và sau khi sắp đặt công việc khởi đầu vũ trụ cũng như tạo thành con người giống hình ảnh Chúa, Chúa đã dựng nên cho người nam một trợ tá bất khả phân ly là người nữ, để họ không còn là hai mà là một xương một thịt, và dạy rằng không bao giờ được phân ly điều Chúa đã muốn thiết lập cho nên một. Lạy Chúa, Chúa dùng mầu nhiệm cao cả mà thánh hiến sự phối hợp vợ chồng để trong giao ước hôn nhân, Chúa báo trước bí tích của Đức Kitô và Hội Thánh. Lạy Chúa, nhờ Chúa, người nữ được kết hợp với người nam, và Chúa ban cho xã hội Chúa thiết lập lúc khởi đầu này được hưởng phúc lành, là phúc lành duy nhất đã không bị hình phạt do tội nguyên tổ lẫn bản án đại hồng thủy lấy đi. Xin thương nhìn đến các tôi tớ Chúa đây đã liên kết với nhau để chung sống đời vợ chồng, đang cầu mong được hưởng phúc lành của Chúa. Xin đổ ơn Chúa Thánh Thần xuống trên các tôi tớ Chúa, để nhờ có tình yêu Chúa chan hòa trong tâm hồn, các tôi tớ Chúa được bền lòng chung thủy với nhau trong giao ước hôn nhân. Xin cho nữ tỳ Chúa là chị Maria Thủy được biết sống yêu thương thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ được tán dương trong thánh kinh. Xin cho người chồng thật lòng tin tưởng vợ mình, nhìn nhận nàng là người bạn bình đẳng, đồng hưởng ơn sự sống, biết kính trọng nàng cách xứng hợp và luôn yêu thương nàng bằng chính tình yêu Đức Kitô yêu thương Hội Thánh. Vậy giờ đây, lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa cho các tôi tớ Chúa được kiên trì gắn bó với đức tin cùng các huấn lệnh của Chúa, và nhờ chung thủy với hợp nhất với nhau, họ nêu gương đời sống vẹn toàn. Nhờ sức mạnh tin mừng củng cố, họ nên nhân chứng tốt lành của Đức Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ sinh con và trở nên cha mẹ nhân đức, cả hai được nhìn thấy con cái cháu chắt, và sau cùng khi đạt tới tuổi già mong ước
họ được về nước trời, hưởng cuộc sống của những người được chúc phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Bình an của Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, đây là nghi thức dành riêng cho người công giáo. Xin những ai không phải là người công giáo xin không lên rước mình thánh. Cảm ơn cộng đoàn. Nhiều khi
trong phần người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 35 giây tuần hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Cho đời hòa tiếng ca. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ quyền lực của hy lễ này, xin Chúa lấy lòng ưu ái thánh thiện theo dõi những định chế Chúa đã quan phòng thiết lập, để những người Chúa cho liên kết thành một cộng đoàn thánh thiện cũng được Chúa làm cho nên tâm đầu ý hiền trong một tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Xin cùng đoàn an toàn. Một sân người trong gia đình có đôi lời cảm ơn cùng đoàn. Trọng kính Cha xứ, quý cha, quý thầy, quý dì, quý ban hành giáo nhà xứ, quý ban hành phụ cùng quý cộng đoàn. Trải qua các nghi thức phụng vụ được quý cha cử hành chiều nay, cháu Thủy đã trở thành người công giáo thực thụ. Tối nay hai cháu lại được quý cha cử hành nghi thức hôn phối cùng sự hiệp thông của quý cộng đoàn. Giờ này hai cháu đã chính thức nên vợ thành chồng. Với tâm trạng xúc động từ hồng ân này, con chỉ biết cúi đầu tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn cha xứ, quý cha, cảm ơn các đấng bậc đã dạy bảo giúp đỡ hai cháu trước và trong thánh lễ này. Cảm ơn quý cộng đoàn phục vụ. Hồng ân của hai cháu là quá nhiều, nhưng con muốn xin cha xứ, quý cha cùng quý cộng đoàn thêm lời cầu nguyện để hai cháu hoàn thiện hơn mỗi ngày, noi gương mẫu gia đình thánh gia. Với tâm tình biết ơn, con kính chúc
cha xứ, quý cha, quý ban hành giáo nhà xứ, quý ban phục vụ, quý cô ông bà, quý khách, quý bạn bè, quý thân nhân cùng tất cả mọi người hưởng nhiều hồng ân trong Chúa Xuân. Với tâm tình tri ân, sau thánh lễ con kính mời cha xứ, quý cha, quý dì, quý thầy, quý ban hành giáo nhà xứ, quý ban bằng phục vụ cùng tất cả mọi người qua nhà bố con uống nước để hai gia đình chúng con có cơ hội nói lời cảm ơn. Con xin trân trọng cảm ơn. Và con xin cộng đoàn cùng đứng để kết thúc thánh lễ. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Kính sợ Chúa và hằng đi.